đi theo bà, đi theo bạn bà. Đúng rồi, chúng ta là mày không tôi xin được thông đọc lại danh sách như sau: một là cụ Nguyễn Thị Bùi, hai là cụ Trần Thị Diệp, ba là cụ Vũ Thị Càng, bốn là cụ Lưu Thị Ngoạn, năm là cụ Lưu Thị Tý. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Dinh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn lên tặng thư và chúc mừng các cụ. Vâng, vì điều kiện sức khỏe nên là cô Nguyễn Thị Bùi cũng và cô do tuổi cao là không thể nên ra nhận được đại diện thân nhân ở gia đình nên nhận được ạ. Xin mời thân nhân của cụ Nguyễn Thị Bùi và cụ Trần Thị Diệp lên phía trước danh sân khấu để ta nhận quà và thư của Thank you.